Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh Đặng Tín Auto. Và trước video thì ngày hôm nay, trước mắt của đây là những chiếc vang số DSB IC 3.0, một dòng vang số thương hiệu của Mỹ, hàng bãi xịn luôn. Và đây là phiên bản cao cấp nhất của vang EDC. Thì các bạn biết rồi, đối với dòng EDC là một dòng vang cực kỳ hay và đẳng cấp. Nó có rất nhiều đời, IC 1.0, 2.0 và đặc biệt là phiên bản 3.0, phiên bản cao cấp nhất có cổng quang. Và đời này rất hiếm thị trường nha, có cái mạng sớt cực kỳ ít đơn vị có và rất đắt luôn. Có những nơi bán con này 2.8-3 triệu, nhưng đặc biệt ngày hôm nay em về được có 10 chiếc thôi, đẹp long lanh. Sẽ bán mức giá cực kỳ sốc cho bác nào nhanh tay. Thì cứ mua bác vào ủng hộ cho em một like và nhớ đăng ký kênh cho em nhé. Bác nào chưa like ủng hộ cho em Đặng Tín số một like nào và nhớ đăng ký kênh đỏ video cho em. Một dòng vang đến thương hiệu Mỹ cực kỳ đẹp luôn. Bác nhớ đây là phiên bản 3.0 nha, rất hiếm luôn. Chạy chip DB của Mỹ nhá. Một dòng vang cực kỳ đẳng cấp luôn nhá. Đây. EDC California USA nhá. Hàng bãi xịn thị của Mỹ luôn. Anh em biết rồi, đẩy EDC, vang EDC và loa EDC thì quá nổi tiếng rồi đây. Đấy, EDC California USA nhá, dòng này thì quá là đẳng cấp rồi. Phiên bản cao cấp có cổng quang nhá, hai đèn nhạc vào này, đã có cổng quang này, hai đèn nhạc vào, đây hai đèn nhạc ra, được center và đường sup. Và con này có hai lỗ mic đằng sau, anh em cắm mic không dây thì rất là tiện, và ba lỗ mic đằng trước. Và đối với dòng van này, quan trọng cái chất âm của EDC nó quá hay luôn. Về echo gì vật để trong tầm giá thực sự các bác là chả có thể mua dòng nào van nào nó thể hay như con này và rất dễ chỉnh. Tất cả khi mua van bên em sẽ chỉnh sẵn móc luôn về các chỉ việc dùng thôi. Đấy, tôi nhỏ của nhạc của mic và phần menu. Đấy, em đang hướng dẫn chỉnh tay ở trên kênh rồi. Còn tất cả khi mua chỉnh sẵn luôn. Ok chưa? Và lưu ý cho em đây là phiên bản cao cấp nhất của EDC 3.0 và rất là hiếm nha. Bao zin bao đẹp, tất cả sản phẩm bảo hành 1 năm. Đấy, rất ít đơn vị nào dám bảo hành có mang bãi 1 năm, nhưng riêng dòng vang này em khẳng định bảo hành có 1 năm luôn. Bao zin bao đẹp, EDC thì có chục chiếc thôi. Dòng 1.0, 2.0 rất nhiều, nhưng riêng dòng 3.0 này rất là ít nha. Đấy. Rất là đẹp luôn. Em sẽ alo cho nghe tiếng mic nhá. Bác cũng nghe qua tiếng mic của cái vang này và tí sẽ test đoạn karaoke. Bác yên tâm là giá cực kỳ sốc luôn. 1 2 5 6 7 đến 1 2 Em ơi chúng mình cách biệt rồi sao? Hay 5 6 7 đến 1 2 sẽ test thử qua một đoạn karaoke để anh em nghe qua đoạn karaoke này để nghe chất âm của dòng vang này và sẽ báo giá anh em nhá. Báo nhiều đây là phiên bản cao cấp nhất của vang EDC. Rất là hiếm luôn. Bác nghe qua chất âm tí nhá. Ok, qua chất âm nhá, bác thấy hay ủng hộ cho một like nào. Nhà nàng bình yên sông có chúng sinh đầu ho có áo sinh chất âm của nó thực sự vang em 3.0 cực kỳ đẳng cấp luôn và em xin báo giá luôn. Các bác lên mạng search một con vang EDC 3.0, thời điểm này các bác mua không bao giờ dưới 2.8 triệu. Không bao giờ dưới 2.8 triệu, nhưng đặc biệt ngày em về 10 chiếc đẹp long lanh bảo hành 1 năm. Chốt nhắn tin cho em chốt vang 3.0. Chốt vang 3.0 giá chỉ có 1.800.000 thôi, xả anh em sập sàn luôn. 1.800.000 em đố bác nào mua đâu có 3.0 1.8. Khẳng định luôn 1.800.000 và có 10 chiếc một dòng vang số thương hiệu của Mỹ có cổng quang phiên bản cao cấp nhất của EDC. Chốt nhắn tin cho em chốt vang 3.0. 1.800.000 có đúng 10 chiếc 10 bác này tay nhá. Thực sự với anh em nó quá đẳng cấp với một dòng vàng này và giá này thì các bác không mua được luôn. 1.800.000 bao ship tận nơi. 1 2 5 6 7 nhà làm bên kia sông có chúng sinh đầu ngó có ao sinh trồng sen trắng sen hồng. Hay chốt nhắn tin em chốt vàng 3.0, nhắn tin anh em 1.800.000. Thực sự với cái tầm giá này em khẳng định luôn, trên thị trường không đơn vị nào có giá này.
dám cam kết luôn, 1.800.000 em tặng Jack Cologne bảo hành có 1 năm. Đấy, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc, rất thoải mái luôn. Đấy, rất lớn nha, cơ hội rất lớn rồi. Vì với giá 1.800.000 anh em không mua đâu rồi. Và giờ các bác nhá, hẹn gặp lại tiếp theo, nhớ bắt đầu nhu cầu thì hẹn ngay cho em, chốt vàng 3.0 cho em.